Em làm cái gì vậy? Em ngủ trong nhà không ngủ, em đi ra ngoài sân em ngủ làm gì vậy Búp? Đi ăn chó em. Chó ở đâu? Rồi, ok, hello mọi người ha. Thì mình vừa mới đi mua cái cuộn băng keo để mình cho bà Búp. Mấy bữa nay bà rất là ít ra video ha. Mọi người cũng thấy cái điều đó và mọi người có comment trên kênh của bà Búp. Mình thì mình cũng thấy bực mình lắm. Cho nên Na quyết định là mình đi qua nhà bà Búp để mình cho anh bà. Lấy cái này nè, quấn. Bà đang, hiện tại bà đang ngủ, lấy cái này quấn băng keo bà chơi. Nice. Hiện tại là bà đang ngủ nè hả chơi. Đó, các bạn thấy bà đang ngủ không? Đó, bây giờ bà đang ngủ. Bà đang ngủ mà mình mới chuẩn bị cái cuộn băng keo mình để ngoài kia. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cuộn băng keo để mình quấn bà lại. Quấn luôn cái giỏng cho bỏ cái tật làm biến không chịu làm video, cái mặt làm biến ngủ nè. Chỉ đợi là đợi bà Búp bà thức dậy rồi bà phản ứng như thế nào thôi. Không, mình ghẹo luôn, mình ghẹo bà dậy đi. Bây giờ mình sẽ ghẹo bà dậy nha. Không, mình không có quấn lên cái mặt, quấn lên cái đầu sợ đứt tóc. Quấn như vậy được rồi. Gì? Ngủ đi. Để mà đang ngủ đi. Cái gì vậy? Ngủ mà đem băng keo theo làm gì vậy? Thôi ngủ đi. Ngủ đi. Không, em ngủ đi, em đang nằm mơ đó. Ngủ đi.
Chơi gì kỳ quá. Chơi gì kỳ, ngủ đi. Làm gì vậy? Ủi. Thôi anh đi về nha. Qua chơi xíu mà bút ngủ hoài đi về. Gì? Bye bye nha, anh đi về nha. A few moments later. Chói đâu? Anh làm gì á? Như vậy là sao? Em có bao giờ em cho lên đâu mà anh cứ lẹ em hoài à? Quấn nghe ba coi. Anh quấn hết lắm nghe của em. Anh có quấn đâu, em đang nằm mơ đó. Ngủ tiếp đi. Uống nước đúng không? Dạ. Nè, uống nước đi. Uống nước đi. Ngồi vậy. Ngồi vậy uống nước đàng hoàng thôi. Chơi cái trò gì vậy? Chốt chân ngồi vậy uống nước đi. Ngồi vậy, nó đi. Ngồi vậy đang quen cái trời ơi, khách tới nhà mà cứ nằm ngủ. Làm gì? Ủa mà làm gì á? Chắc ra. Không. Thế thì tụi trả chó luôn đi nha. Anh chết chắc. Làm gì? Không. Đâu em đi đâu làm cái gì vậy trời đất ơi, giờ thiệt tình luôn á. Nhà quẩn quá không có chuyện gì làm đúng không? Đúng không? Mà bớt quẩn quá không có chuyện gì làm đúng không? Làm cái gì mà cứ hả? Giờ em rảnh lắm, không có chuyện gì làm đúng không Bắp? Hả Bắp? Tại sao vậy Bắp? Tại sao em lại rảnh đến nỗi mà em không có chuyện gì làm, em ngủ mà em còn ôm con heo hả Bắp? Làm gì? Ngủ thì lo ngủ đi, làm cái gì vậy hả? Im. Hàng xóm người ta ngủ đó. Mỏi tay quá. Mỏi tay quá mọi người. Em làm cái gì vậy? Em ngủ trong nhà không ngủ, em đi ra ngoài sân em ngủ làm gì vậy Búp? Em làm gì em ngủ ngoài sân vậy Búp? À, trong nhà không ngủ đi ra ngoài đây ngủ làm gì vậy? Đi ra đây chơi Búp ơi. Làm gì em vậy? Nghe mày sao em ngủ phơi nắng vậy? Em quấn băng keo nó vậy Búp? Hả? À, cái gì? Sao em rảnh quá vậy? Sao em rảnh quá em vậy? Tự nhiên ra mày sang ngủ thiệt tình luôn á, để khóa lại cái. Trời đất ơi, coi bả lôi cái võng vô kìa. Làm gì Búp, sao em rảnh vậy Búp? Trời ơi, coi kìa, em kéo chày hết đường rồi. Làm gì mà ngủ, không lo ngủ đi ra đi. Thiệt tình luôn á. Để mình đứng xích ra cho chắc. Mình chắc chắn với các bạn là bạn sẽ gượt.
Bây giờ này bà điềm tĩnh quá vậy mọi người. Gì dạ. Ơi. Ơi ơi. Sao nay điềm tĩnh vậy, rớt gấu rồi kìa. Run. Gì vậy, gì vậy? Đừng có chiếc xe quấn à, bữa quấn băng keo gỡ sắp mặt lờ luôn. Đừng có chiếc xe. Trời đã đánh chết. Cái gì kỳ vậy? Trời đánh chánh bữa ăn mà. Thôi 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 thôi. Ôi, đừng có quấn với chiếc xe. Gỡ băng keo mệt lắm á. Lại đây coi. Lại đây coi. Đừng có quấn với chiếc xe. Đây 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 đây, nắm tao mũi lại đây nói chuyện coi. Điên rồi. Điên rồi. Nè điên gì? Rồi đây. Lại đây hỏi tội coi. Biết sao này bị vậy không? Tại cái mặt làm biến. Cái mặt làm biến không chịu làm video nè. Đó. Để cho người ta đợi chờ. Nè coi nè, ngồi dưới đất nè. Coi nè. Lại đây coi, ngồi xuống coi. Lại đây. Đi đâu? Ngồi xuống trả lời coi. Sao mấy nay làm biến không chịu quay clip? Có làm biến đâu. Có làm biến không? Sợ mà đang kéo nó hối. Về nha. Kẹo bà. Có người bà kẹo lại cho đã là xui. Kẹo bà. Có ngày bà kẹo lại cho đã là xui. Kẹo bà. Sao? Có ngày bà kẹo lại cho bảo xui. Đi đâu đó? Sao? Mai mốt có quay clip cho người ta coi nữa không? Hay là đợi cho nó mới quay? Không phải nữa. Bận gì? Mệt quá à, anh nói gì người ta hiểu lầm đi. Trời ơi, làm ăn ngộ quá nè. Đi ra nhà mình. Đủ bài luôn á. Đủ bài luôn á. Thằng này là không biết lợi thứ bao nhiêu. Xin mời. Gì đâu? Ăn nhà hết nước đâu. Xin mời. Xin mời. Đi về đi. Không tiễn. Đưa chiếc dép coi. Dép không? Đi. Đi phải không? Bye bye mọi người. Bye bye. Về nha. Bye bye.